Ok, chào tất cả anh em nha, đã quay trở lại với kênh. Hôm nay mình chơi thử cái con game của VTC tên là Trảm Tiên Quyết. Thì cái lịch ra server là 9:30, nhưng mà vào thì nó thông báo là 10:16 ngày 16 tháng 9 đó. Giờ bây giờ mình mới vô được. Mình cũng muốn chơi thử con game nữa ra làm sao. Thì tạo tài khoản đăng nhập thì nó tiếng Việt không nha anh em. Anh em vào game thì anh em sẽ biết tạo thôi. Ở đây nó mở thì nó có 8 server. Thì mình chọn server 8 nha. Chơi thử luôn. Bắt đầu. Đó, anh em thấy đẹp không? Tiêu Dao. Rồi, này có 3 lát thằng anh em. Dân Qua. Qua. Chân dài nha. Thiên Quy. À, con này chơi thương nha anh em. À, mình chọn con này đi. Đọc tên nha. Ok. Cái nhìn đầu tiên là mình thấy nó khá đẹp đó anh em. Game khá là đẹp luôn. Khá là mượt luôn. Wow. Ấn tượng nha. Ồ, cánh kìa. Ngon ngon. Chung là mình thấy nó khá mượt nha anh em. Rất là ok. Rồi. Mới nó mượt nó hơi nịt cái. À, không sao. Tiếp tục. Đó. Đó, chạy đua luôn. Cũng khá đông nha anh em. Khá đông người chơi luôn. Mình thì mình thích chơi những cái con game mà nhập vai nè, mà có cày cuốc không đó ha, có dính dính cày cuốc ha, giống như săn bót thì có đồ rồi giao dịch rồi đó anh em. Không biết con này sao, mình test thử thôi. Nếu có giao dịch đồ này kia thì kiếm đồ bán cho mấy cái bro đó kiếm tiền chơi game, chứ mình nghèo mà đâu có tiền đâu mà nạp thẻ. Không biết mấy anh em nghĩ sao chứ mình thì mình nghĩ vậy đó. Kiếm mấy cái con game cài cuốc đó cho nó vui. Khá mượt nha anh em. Wow. Mới có mấy phát lên level 10 vậy. Nhà phát hành VTC thì mấy anh em đều biết hết rồi ha. Khá lớn ha. Rồi. Câu cá bị cá lôi rất dũng luôn. Wow. Nói chung là cảnh đẹp nha anh em. Zoom lên thử coi. Rồi zoom lên được nữa nè. Kim Nguyên Bảo không đồng. À, biến hình luôn kìa.
biết nó thành cái con gì. Quá wow, ngầu nha. Thôn Thiên Ma Sư. Ngầu quá. Mình cũng rất là mong là cái con này nó có giao dịch nha anh em. Dù kiếm đồ rồi mình bán rồi vui. Mình thì chỉ phái những cái thể loại cài cuốc thôi. Nạp 400 kim nguyên bảo. Nạp thẻ. Thì mình vô thử cái trang nạp thẻ này coi. Mình coi cái nó sao đó nè. Sao nó không thấy gì đâu nhỉ. Để tháng mua nạp. Hết luôn. Vô qua trang chủ mà thử coi. Đây là trang chủ của Trảm Tiên Quyết nha anh em. Đó. Trang chủ cũng khá là đẹp đấy. Thấy hình họ này kia là quá ok luôn nè. Trân phẩm là gì? Nhận trân phẩm nhập xuân thổi. À. Này để mà anh em test đi ha. Tải game. À. Rồi. Ra từ lứa thôi mà. Đó. Đu top là sự kiện là đu top rồi nè ông sùm nè. Sự kiện đu top. Đây. Chơi đẳng cấp chân cài nè, coi thử coi. Đua cấp chân cài. Đó. Tập 1. Ồ, 5 triệu câu luôn, ghê không? Nạp thẻ đâu ta? Ngáo ngáo rồi chứ. Cái cộng đồng. Đây, nạp thẻ nè. Cái giữ nạp thẻ nó bự thấy ghê, nhìn không thấy luôn. Đó, đây là giao diện nạp thẻ nha anh em. Rồi vô. Nó nhập thử rồi. Đó. Đây mình thấy nó để là FPT nè, Viettel Pay nè, Payzo nè, Thế Giới Di Động nè, Vinmax nè, đủ thứ đó. Nó có Viettel Pay đó. Dễ tính tiền lắm á. Ở 8 ha. Nhật đó. Cộng mức nạp. Đó. Nạp thẻ cào nè, ví coin nè, tin nhắn nè, PayPal nè, ngân hàng nè. Đó. Thẻ cào đi thử đi. Thẻ cào. Thẻ cái này luôn. Ngân hàng đây. Ô đây nè. Đây mệnh giá ngân hàng ha, 100 Việt Nam đồng mà nhận được có 400 kim ngân bảo à. Qua wow. Wow.
hơi bị hút máu ha. Rồi cái này thì giới thiệu với anh em vậy thôi, chứ anh em nào chơi thì anh em nào chơi thì nạp chơi nha, mình chỉ cài cuốc chơi thôi, demo với anh em thôi đó. Mình giá anh em thấy không, 1 triệu mà có 4.000 kim bảo à. Tại vì kênh mình nó làm mấy cái con game free tool kim bảo nhiều quá trời à. Bữa nay làm review game chính quy cho anh em xem, thấy cái game mình bảo này là thấy hơi bị mệt rồi đó. 1 triệu bạc mà có 4.000 kim bảo à. Rồi vô game lại nha anh em. Thấy hơi bị quẩy quẩy rồi đó. Đó, hiện tại là mình không kim bảo. Nó chơi với mấy anh em vậy thôi chứ người ta làm thì ta cũng còn cái này kia mà, còn nhân viên còn đồ xung mà. Mình chơi game thì thôi mình bỏ 20.000, 50.000, 100.000 gì đó. Mình nạp bậy một tí, nhận quà rồi này kia, cho vui. Bữa nay mình làm clip này thì chỉ demo chơi thôi, không có nạp thẻ nha anh em. Mình cài cuốc thử coi nó ra làm sao. Nói chung thì mới up phần cho nên cũng có tí hơi nát nát nha anh em. Đông người quá mà. Game đông người thì chơi nó vui. Rồi mình kết thúc video tại đây nha anh em. Thì con này là ở phần bữa nay ha. Anh em nào có chơi thì tải về chơi nha. Lên xe play hoặc nhà đăng chủ ha. Có đầy đủ hết. Rồi vấn đề về vấn đề tài khoản thì nó cũng rất là dễ ha. Đăng nhập Facebook hay Google hay là tự tạo gì đó, đủ thứ. Thì cái đó mình nãy mình không có làm. Thì cái đó nó rất dễ, mình không có làm hướng dẫn. Thì mình chỉ chơi thử xem coi nó thế nào thôi. Về thôi chào anh em nha, chúc anh em chơi game vui vẻ nha, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi bye bye anh em nha, để giết cái con kỳ lân này rồi mới nghỉ được nha. Kỳ lân này mạnh ghê nha, biến hình nha, đó ghê không, xẹt 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 xẹt. Ủa, con kỳ lân nó đứng im anh em, nó đứng im cho mình đánh luôn. Rồi ngã ngang rồi đó, được cái vũ khí ha. Rồi áo luôn. Lên level 22 luôn.